đường ra sân bay quốc tế mùi như nước hoa ấy nhỉ. Em đã đến sân bay rồi, đang xuống. Dạ, cảm ơn nhé. Dạ dạ, dạ. T2 đứng đây lâu chưa? Nhìn mặt 5:30 hai anh em đã có mặt tại sảnh sân bay T2 để tí làm thủ tục đi Trung Quốc. Sảnh cũng đã rất đông người ở đây. Mày dám mọi xe gì check in sảnh F này. Giờ này mà quên hộ chiếu thì xong rồi. Đang ấy hộ chiếu chuẩn bị. Đây chú đang ở F đấy. Rồi. Chuẩn gì? Đây mọi người đang đợi nhau để check in. Đang chờ sảnh sân bay. Mình đã làm báo hải quan của Trung Quốc chưa? Chắc biết rồi. Không biết bên công ty họ làm chưa các bạn? Ở lại hộ em. Đấy, đã có vé Hà Nội Quảng Châu. Xếp hàng làm thủ tục hay lấy xong trước này. Mọi người này đang hướng dẫn kê khai. Cửa 26, 25, 27, cửa của máy bay. Máy bay này vừa hạ cánh xong. Mấy ông miền núi. Ở đây không vào nào. Phở bò rồi quá, cho nó dễ ăn. Em khu miền núi với nhau. Mọi người đang lên xe trung chuyển ra máy bay. Mấy anh em. Đi tìm chỗ. Máy bay của Trung Quốc luôn. Em gì? Được bên là tiếp viên hàng không Chira. Đây là hướng dẫn của bên Jari.
Nam. Áo huy là của anh Đức ạ. Tất cả mọi người thuộc của nhóm anh Nam, anh Đức và anh Minh ạ. Mọi người phiền mọi người thông báo. Ta biết tiếng gầu. Tiếng Anh cũng không mà tiếng Trung cũng chịu. Cổng đang đứng chờ đây. Sân bay Quảng Châu đang quá cảnh mấy tiếng chuyến bay khác đang đứng khai báo bấm một đích viết hai giờ ra ngoài chờ hút đã đến Quảng Đông. Mọi người đang đứng chờ ở chỗ nhập cảnh, đang chờ mọi người làm thủ tục xong để tiếp tục di chuyển ăn, đang chờ chuyến bay à. Đang quá cảnh ở sân bay Quảng Châu. Đâu mình đi đâu? Chắc ngồi chờ kìa. Phải đội mình không? Đi ăn huy giờ đang giữa trưa 1 giờ đang đợi cơm hộp. Phải ăn cơm mũi. Đây là ăn cơm trưa tại sân bay Quảng Châu. Đấy, anh em đã ăn đạp bảng chưa? Được ăn cơm chưa đấy? Ăn món cơm rang để chuyển khuôn. Hãy tiếp tục di chuyển.
từ sân bay Quảng Châu đi An Huy. 68. Đấy, lại tiếp tục đi ra ngoài máy bay. Nhìn cái sảnh nó rất là sạch sẽ, êm, to lắm. Anh em lại đang cùng nhau bước ra ngoài. Đang ra đường lên máy bay. Ủa, máy bay này to rộng mênh mông. Ủa rồi, quả máy bay to như gì luôn. Đây là máy bay to, siêu to, khổng lồ đây. Máy bay này rộng nha. Công nhận to. 3 hàng ghế. Sân bay Hợp Phì nha. Mình là số 2 nhỉ, xe số 2 đó. Tí nhớ. Vừa đi của chỉ là siêu to. Đang trên đường ra. Chờ mọi người lấy đồ. Đang chờ sẵn đón ra đi. Ra đi đang chờ đón. Số 2 đây. Mình đã đi số 2 à? Đây.
số 4 đây nè. Như con cái phòng này thì tí chào như con cái ông rồi. Anh em đã đến thành phố Kim Trại. Thành phố Kim Trại. Đây là 17 độ C nhá. Rất là phê lạnh nhưng mà công ty đã chuẩn bị cho một quả áo rét ra đi luôn rồi, mũ mình mang sẵn rồi.